Em hẹn đi uống cà phê, xong đến buổi cà phê là đầu tiên là em nắm tay luôn. Cứ đi đi, bảo đảm lần này là không nắm tay. Không nắm tay nữa, rồi sao sao nữa? Rồi sao đi không? Dạ có, ông không nắm tay nữa mà ông đầy ông hôn. Trời ơi. Ông hôn miệng luôn. Trời ơi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huỳnh Thanh Tùng. Dạ em 37 ạ, làm ở công ty Vĩnh Thọ. 37 rồi. Tức là Tùng làm ở đây, quê ở đây. Dạ ở Biên Hòa luôn ạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh và chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Bùi Thị Bích Ngọc. Dạ năm nay em 35 tuổi. Thì em hiện đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em đang làm việc là kế toán cho một công ty FDI. Bây giờ cho anh biết là lần đầu tiên hai em gặp nhau là như thế nào. Em có ấn tượng gì về chàng trai này không? Đầu tiên nếu như mà nói chồng em gặp em thì là trước em. Còn lúc em gặp ảnh thì là lúc đó là em tham gia một cái lớp học nhảy. Thì ảnh là cái người gọi là hỗ trợ thầy giáo. Thì là gặp ảnh thì là nói chung là cũng không có ấn tượng gì hết. Mặt lúc đó ảnh rất là trẻ. Vô thì cứ nghĩ là thằng này thằng nhóc như kia này nọ thôi. Nhưng mà lúc đó là mấy tuổi tụi em, lúc đó là bao nhiêu? Lúc năm đó là em 27 tuổi. Ảnh năm đó là 29 tuổi rồi. Thế còn Tùng thì sao khi mà em gặp Ngọc? Dạ em thì lần đầu á là em gặp hai vợ chồng học chung lớp tiếng Trung á, thì em có ấn tượng và em theo đuổi rồi. À là em đã gặp cô này trước rồi đúng không? Có nghĩa là trước đó 7 năm ạ. Anh muốn biết cái cảm xúc của em cái lúc mà em nhận ra cái cô gái này đúng không? Cái lòng của em nó như thế nào? Em cũng bất ngờ nhưng mà em nói là em sẽ theo đuổi. Lúc đó em có xin với thầy là để cho em hướng dẫn bạn này hơi đặc biệt chút kèm xíu, kèm riêng rồi đó, để cho em chỉ con cái động tác. Dạ không ạ. Trời ơi em dở quá, gặp chị là chị xinh như vậy rồi. Hạn tại ta rung. Dạ không, anh dụ em nghỉ học chứ không có gì vậy chơi. Nó học mới được chưa được tháng em mới vô cái dụ cái anh bắt em nghỉ vậy luôn. Nghe nè. Em không cho ai để không cho nhảy được cái ai chứ nhảy ổng thôi để ổng cho nghỉ luôn. Bây giờ anh muốn biết là cái việc mà em theo đuổi cô này nó như sao? Em hẹn đi uống cà phê, xong đến buổi cà phê là đầu tiên là em nắm tay luôn. Em nắm tay cái sau. Em rạng rỉ vậy luôn hả? Dạ. Nói chung là trước đó là anh cũng đã theo đuổi em cách đó 7 năm trong cái lớp tiếng Hoa. Nhưng mà thực tế đến bây giờ em cũng không ấn tượng là em đã từng gặp chồng em trước đó. Sau bữa đó là em hẹn đi uống cà phê nữa thì dạ em không đồng ý. Nói anh nắm tay không đi, cái em nói là thôi đi đi anh không nắm nữa đâu. Thế là vợ em đồng ý đi ra em lại nắm tay tiếp. Nghĩa là em sợ ông về luôn. Em lầy thiệt, em lầy thiệt luôn. Rồi cái lần thứ hai ông nắm tay thì em nghĩ gì về người đàn ông mà không giữ lửa này? Thì nói chung là đợt đầu á, nói chung là ảnh dùng mấy cái chiêu gọi là bày đặt xem bói xem toán này kia đó rồi để xem. Cái hồi ông hứa, cái xong rồi lần thứ hai ông lại nắm tay, xong về em lại giận tiếp. Dẫn xong rồi ông lại rủ đi rồi không biết sao rồi cũng tự nhiên cô hứa là cũng đi nè. Xong rồi em nói thôi cứ đi đi, bảo đảm lần này là không nắm tay. Không nắm tay nữa rồi sao sao nữa? Rồi sao đi không? Dạ có, ông không nắm tay nữa mà ông đầy ông hôn. Trời ơi. Hung tay luôn hay là hung má? Dạ không, ổng hung miệng luôn. Trời ơi, em thiệt là dạng dĩ đó Tùng à. Như là theo em á là anh đã giữ lời hứa đó chị. Anh không nắm tay mà. Dạ đúng rồi, không nắm tay mà chuyện sang hung thôi. Khi hung là dính luôn không hay là em phản ứng? Có chứ, em phản ứng và em giận tiếp. Giận rồi tiếp. Ổng lại hứa tiếp. Bình thường á thì anh ít nói lắm. Mà không biết sao ổng đi hẹn hò với em là ổng ngồi ổng nói không. Em không nói gì trơn, ổng ngồi ổng nói đủ thứ trên đời này chia. Ổng nói mà nói đến 9-10 giờ ổng chưa cho em về. Rồi bao nhiêu lâu thì em yêu ảnh? Thời gian đầu lúc quen nhau thì là cũng có cái lần mà hai vợ chồng em giận nhau là em cũng đòi chia tay cả hơn tháng anh hả? Dạ. Là tại con cái tính trẻ trâu của ảnh á, nói chung là có đi khoe chính tích bạn gái này kia, cái vô tình em đọc được cái tin nhắn đó. Em tự ái, nói chung mình tự nhiên mình cảm thấy tổn thương, mình bị xúc phạm á. Trong cái thời gian chia tay đó thì sau này thì em mới được biết là trong cái thời gian đó là ổng đổ bệnh gì đó. Thì cái hôm đó là tình cờ là tại vì cái lúc đó thì em chưa có dẫn ảnh vô nhà. Thì ảnh hay hẹn hò em là ảnh hay đứng ở đầu ngõ, là đầu đường nhà em cách khoảng 500m đó, là ảnh hay đưa đón em đi làm bằng xe buýt. Chiều hôm đó, tối hôm đó là trời mưa rất là lớn. Thế mẹ em mới rủ em là thôi đi bộ nhà em, tại vì nhà em gần cái trung tâm thương mại. Em đi bộ, cái đi tình cờ em đi ngang qua. Cái mẹ em thấy bảo chứ, ủa Ngọc ơi, có cái thằng nào sao tự nhiên nó cứ nhìn mày hoài. Là ông nội này ông cứ đứng đó. Ông đâu có, em chặn hết nhắn, ông đâu có nhắn được đâu, mà ông cứ đứng ở đó, ông đi làm về cái ông đứng đó, ông cứ đứng dưới mưa vậy đó. Em đứng đó bao lâu Tùng? Dạ nói chung là ngày nào em cũng đứng á. Ngày nào em cũng đứng. Suốt một tháng đúng không? Kể cả mưa nắng. Dạ. Em đứng như vậy trong thời gian bao lâu thì cổ bắt gặp em? Khoảng một tháng. Một tháng trời em đứng đó thì hôm đó cổ mới gặp em ở dưới mưa. Dạ. Thì coi như xong đó chắc về đúng không? Chưa.
Chưa luôn hả? Dạ. Trời em ác quá. Ôi. Tội nghiệp thằng nhỏ, về là bệnh thêm bệnh cảm nữa đúng không? Dạ. Giờ hỏi xong sao mà quên? Thì nói chung là về thì giống như chị nói đó, về thì mình cũng cảm thấy nhớ cái anh này, thấy ảnh cũng vụng về này kia, anh cũng thật thà á. Nói chung là ảnh thật thà, thế là em mới mở tin nhắn ra, rồi rồi em với ảnh gặp lại nhau, rồi xong rồi cũng cho ảnh một cơ hội này kia đó. Rồi ảnh xin lỗi rồi thử để thử quen chỉ lại. Chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi mà giận người ta một tháng trời vậy đó. Và mỗi lần mà đưa đón em thì đi bằng phương tiện gì? Trời ơi, cái xe của ảnh nó gọi là cái xe cà tàng ấy ạ. Lúc mà em cho ảnh vô nhà gặp ba má em rồi á, là ảnh hay cái tật, ảnh hay chơi giống như đến gặp bạn gái là chơi khuya. Mà cái xóm của em mà nó xóm nó vắng á, cứ tối 9-10 giờ mới về, cái xe của ông nó kêu y như xe lam vậy. Dạ. Nó đi mà nó kêu một cái nào nó đi mà em đi đi ông đi ra tận 500 mét đến rồi nó vẫn còn kêu. Đi 1 km chó, rồi vẫn còn kêu. Dạ, chó nó sủa, con nó sủa từ chỗ nhà em mà nó sủa đến cứ đi đến đâu là chó nó sủa. Dạ, sao xe âm thanh sụt rau quá vậy? Dạ. Mà cái xe đó mỗi lần mà đi hẹn hò là chở ảnh chở em đi cũng tội lắm, mà nó cũng hư riết à. Nhưng mà nhờ chiếc xe đó mà mới quen được cô bạn gái này đó nghe. Dạ. Từ lúc mà yêu nhau cho đến lúc cưới á, thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng không? Có những cái biến cố gì không? Dạ, từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới thì chỉ có cái biến cố là giận nhau chia tay như vậy thôi. Xong cái mỗi ngày em nói thôi mình cưới nhau đi. Khi nói như vậy cái đụng cái giờ đồng ý. Dạ. Vậy là đám cưới được mấy năm rồi? Đám cưới được 7 năm rồi. Ồ, 7 năm. Dạ. Như vậy mấy bé rồi? Dạ em được 2 bé. Như vậy là khi mà bắt đầu mà hai người về ở với nhau rồi á, thì cuộc sống nó có thuận thảo không, hay là nó có những cái biến cố gì mà lớn lao không? Thời gian đầu á thì là có nghĩa là thời gian đầu thì là ảnh là giống như gọi là ba mất sớm á. Thì ảnh ở với mẹ thì giống như gọi là có chị, nhưng mà chị lấy chồng rồi thì giống như con một vậy đó. Thì má rất là cưng theo cái kiểu gọi là không cho động tay động chân gì hết. Thời gian đầu về là hơi sốc, cái là nồi cơm điện ảnh không biết cắm, trong thứ trong nhà là má lo hết, nên là má rất là cưng, nên là cái tâm lý là giống như gọi là khi có một người phụ con nữ khác. Dạo khác về á, thì là nó cũng không có được giống như thuận hòa thuận lắm á. Thì nói chung vấn đề đó là em hiểu được. Thì cũng có cái thời gian là lúc con bé đầu nhà em nó được khoảng gần 2 năm thì là cái biến cố hai vợ chồng em giận nhau. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau một thời gian khoảng 2 tháng. Rồi hai đứa đòi chia tay. Có chia tay không? Dạ có. Chia tay có là... Có ly hôn không? Dạ có. Thì là em lúc đó thời gian đó là em chuyển về nhà má em ở. Thì em ở được gần 1 năm á, thì anh cũng lên thăm con cái bình thường. Nhưng mà sau đó thì vợ chồng em mới ngồi, em mới nghĩ lại là thật ra là hai vợ chồng em không biết tại sao không có cái lý do gì đó, nó quá là to tát. Tại sao mình không ngồi lại mình nói chuyện với nhau? Tại chỉ có cái là cái tôi hai người quá lớn đi, không có chịu ngồi lại nói với nhau. Đó là cái hôm đấy là hai vợ chồng em ngồi lại nói chuyện với nhau thì giải quyết được mâu thuẫn rồi. Tụi em về quay lại về ở lại với lấy nhau. Đơn lại không? Dạ có. Thì thực tế là sau cái cuộc đó thì là em vợ chồng em mới rút ra một cái là có biến cố gì á, thì sau sóng gió thì là người ta mới rút kinh nghiệm ra được, thì yêu thương nhiều hơn. Đúng thì rồi. Là mình chia tay như vậy nãy như em nói là mất mấy một năm? Năm một năm, một năm. Dạ. Suốt cái khoảng thời gian mà chia tay một năm đó có lúc nào em say nắng một ai khác không? Trong cái thời gian đó thì hầu như là em cái cảm giác của em là em không thể yêu người khác luôn. Và nếu như mà đến em nghĩ cái người ta nói là đóng băng trái tim á, thì đúng là cái cảm giác nó giống như nó từng cái mạch máu của mình mà nó bị đóng băng luôn á, cảm giác được như vậy luôn. Và nếu như mà thời điểm đó hai vợ chồng em không quay lại rồi đến giờ em có thể em không quen người khác nữa. Tức nghĩa là em mặc định rằng là chỉ dành cho người vợ mình thôi. Lúc đó là hai vợ chồng mới quyết định quay lại với nhau. Quay lại và bây giờ đã tìm lại tình yêu rồi. Đó. Tìm lại từ đầu rồi. Đó. Trước hết là phải chúc mừng hai bạn đã tìm lại nhau. Dạ. Sau đây thì đến lòng đến cái phần mà phải đến cái phần gọi là kể xấu về chúng nhau đó. Chúng tôi không đó. Muốn nghe đâu, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn muốn nói. Đó. Dạ. Thôi bây giờ cái tật xấu của anh chồng này là cái gì? Thứ nhất là tội lớn nhất là hay quên, vô tâm đấy. Quên có cái quên nào mà nặng nề không? Quên khủng khiếp luôn á. Nói chung là ảnh rất là ép, đôi khi em ngồi em trêu ảnh mà chứ anh ơi, có khi nào anh ngồi anh không nhớ tên em không? Thôi ảnh khủng khiếp lắm. Có nghĩa là ví dụ như trong những việc trong nhà hoặc là nhờ ảnh cái gì á, được rồi anh biết rồi, là cái biết rồi của ảnh á là phải 8 kiếp sau là cũng chưa bao giờ, nếu như mà mình không nhắc lại cũng chưa biết. Là cái biết rồi là cái đáng sợ đó. Dạ đúng rồi, biết rồi là cứ để đó thôi. Ví dụ như anh đi xe máy, anh đi giống như cái xi nhan của ảnh á, không bao giờ, có nghĩa là đi đường người ta chửi, nó nói ủa sao đi bên này nè, xi nhan bên kia, anh cứ để bật vậy đó. Mà em đi ngồi đằng sau lưng á thì là em nhắc nhiều thì anh nói là sao biết rồi, nó nhiều quá. Rồi cái tật nữa là vô tâm là sao, dù anh không bao giờ kiểm tra, dù anh cái xe của anh á, thì bây giờ anh mua được con xe mới rồi nhưng mà nó hay lủng lốp, mà xe mặc dù là xe tay ga nó rất là khó lủng, mà không biết sao ổng đi ổng nhai đinh hoài. Cái tật của ổng là giống như gọi là cứ để cho lốp mà nó mềm thật là mềm á.
Có nghĩa là ông chở cả em là với hai đứa con bốn, và bốn mẹ người trên đó đó. Mà không bao giờ anh kiểm tra cái lốp trước khi anh đi hết trơn á. Rồi con cái tật nó là ví dụ như là anh đi làm gì đó, tại em cái tính em hay lo xa, ví dụ anh đi đường xa là em phải nhắc ảnh, rồi em gọi điện em hỏi, em nhắn tin anh tới chưa, anh đến an toàn chưa, rồi anh làm công việc đó ok không, xong chưa. Nhưng mà đến lượt em là không có, là coi như đi đâu kệ, làm gì được hay không kệ. Cái em nói ủa anh ơi sao em quan tâm anh vậy, sao anh không quan tâm em, hỏi chứ không, anh biết vợ anh mà, nói chung là anh nghĩ là em làm được, em ok hết á, thì thôi hỏi chi cho mất công. Thì có vô tâm không? Đó, nó vô đó tâm là vô tâm đó. Vô tâm quá nhiều đó. Cái tánh tình có hay nóng nảy hay có cọc tính không? Dạ anh hiền nhưng mà anh cọc tính lắm. Mỗi lần những mà những người hiền là hay cọc tính. Dạ lắm. Anh giận nhau á, em thì không bao giờ em đập đồ hết trơn á. Còn ảnh là quá trời, anh đập có như là ngày xưa ở cái nhà cũ á, là cái cửa phòng tụi em là bằng nhựa, anh lắp bằng nhựa. Ông đập thay mấy lượt rồi á, ông cứ đập xong bắt đầu bệ rồi ông thay, rồi ông ném đồ chọi đồ vô tường vậy đó. Thì vậy em có mong muốn anh thay đổi cái điều đó không? Thì thực chất ra là chồng em á là một người rất là tốt tính, rất là thương vợ thương con, nhưng mà có cái là cái thể hiện của ảnh nó chưa có gọi là đủ á, anh hay quên, nên là đôi khi là ảnh thành ra là cái người gọi là không có lo lắng. Thì là em chỉ mong muốn là chồng em, tại vì em không biết chồng em chắc là có, chồng em hay cái bệnh đau đầu nên là ảnh cũng có thể nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của ảnh á. Nên là em muốn là chồng em giống như mình quan tâm đến cái sức khỏe của một tí, rồi mình chú tâm một tí thì là mình sẽ nhớ cải được. Thiện dạ. Cải thiện trí nhớ còn lại thì là chồng em rất là ok. Dạ rồi bây giờ tới em đó, cô ấy có thật xấu gì không? Dạ thật xấu thì cũng nhiều. Chung là em thấy có một cái thật xấu là em muốn vợ em thay đổi, đó là hay nóng tính lắm. Chẳng hạn như anh nói về cái xe, thực ra nó không phải là mềm, nó cứ bình thường thôi. Ví dụ như em đi bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ như có vợ em lên thì nó hơi nặng ký thì nó xuống như vậy. Thì chỉ cần nói anh ơi đi bơm thì mà em, cái thật của em á là nói nhẹ thì em còn nghe, mà càng nói là em nói sẵn để luôn là em không đồng ý luôn, đúng không? Em không thèm làm luôn á. Đó là tính em là nó ngang lắm. Mà vợ em thì ví dụ như cái tật là nói đụng một câu trước câu thứ hai là nổi nóng lên à, ngay cả con cái gia đình đều cũng nổi nóng. Nhưng mà cô vợ này á nấu ăn rồi có ok không? Dạ vợ em nấu ăn thì ngon, mỗi lần vô bếp thì nấu đủ thứ món hết, xong bắt đầu để một đống rồi em rửa. Em là người hốt chiến trường. Dạ vậy là em chỉ có mong muốn vợ em là bớt nóng tính thôi đúng không? Dạ, đúng và rồi. Ăn nói nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nói chung chị nghĩ là cái tôi của mình dẹp xuống một chút xíu, cả hai vợ chồng luôn. Thì chồng mình có cái tật hay quên thì thực ra là cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà giờ nó quên vậy giờ biết làm sao giờ. Dạ. Đúng không? Nếu mà cái chiêu này mình xài chưa có thành công thì mình sẽ dùng một cái chiêu khác. Đó, là thay vì như anh ơi anh đi làm này đi, được rồi, mình biết cái đó là không bao giờ ông làm rồi. Thì ví dụ như chị đi, ví dụ chị nhờ nè, anh ơi cái xe của anh nó bị mềm rồi đó anh, ví dụ vậy ha. Rồi đó anh biết rồi anh ra đây em nói nghe nè, đó ví dụ nha. Ví dụ chạy ra nè, chỉ anh coi tại nè. Chỗ. Nè anh coi nè, đó bây giờ ngồi lên anh thấy nó xẹp vậy là chết, ngày mai lỡ mà mình chở, anh chở em hoặc là mình chở con mà lỡ có chuyện gì rồi sao, đổi chiêu. Dạ. Đổi chiêu sờ tận tay dây tận chán ráng thành mỡ luôn tại. Dạ. Chỗ cho chị. Dạ. Nghe không, và chơi cái chiêu nhỏ nhẹ, tại chồng mình thích nhỏ nhẹ. Bây giờ người ta nói nhẹ mà không nghe là lỗi của em nghe. Dạ. Rồi cái tội, cái lỗi là lỗi mau quên. Đó gì khắc phục cái mau quên bằng cách đó đi em. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Dạ. Đã đến với chương trình. Và chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay con 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên đấy. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như không thầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, con nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng vâng không? Ạ. À vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng. Dạ. Son. Dạ. Ồ. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con vào đăng ký xong thì vợ con bảo ô cứ tùng thì cười thôi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thế nhưng mà con hồi bà đi quay à? Thôi đi quay. Nhưng hộp quá. Thôi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã
từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu livestream. Mẫu quần áo ấy ạ. Các shop quần áo mời vợ con đến livestream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen thì xong rồi mới nói là giống Kali. Nói nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà livestream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5-6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm là con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng là làm đến 1-2 giờ sáng là luôn. Là nói ra rả luôn đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Hàng sale á hôm nào mà không? Mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô này. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Dạ. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ. Tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Không có sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy. Sai. Chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi. Chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu. Thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà dạ, lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Dạ vâng. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. À không, vừa con thấy thôi. Đúng không? Đúng bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc. Là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Vâng, vâng. Trời ơi. Trời, tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Thì thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi thôi chút nữa ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ, dạ vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau, rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Về vợ con, để biết về vợ con ấy, thì con ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì là cái mà con rất đăng lên rất là nhiều. Và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Thì để ý là cô này suốt ngày xem. Mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like bác bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong thời gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác, thì con cũng tiến tới, thì con bây giờ con đang đang kiểu tìm hiểu, thì con bảo hay nhỉ, thì vào trong Facebook tìm hiểu, cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần, cứ like đi bỏ like, vợ con không vào gì luôn, vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì, không thèm để ý tới con luôn, không thèm để ý, tại vì cố để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí, thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiện động. Ôi, con bảo, xinh quá. Ngọc nữ đó, vâng. Vợ con là thuộc tuyếp là người ta gọi là ngọc nữ. Vâng, và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thế lúc đấy xem con có comment vào, nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo, ôi lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau, thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là, em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế em con bảo ôi chết rồi, quả này dính bẫy rồi. Con cứ nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là không, cô ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thành giáo cách cảm á, là con cảm đấy. Là thả rồi đó, nghĩa là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy 2 tháng trời, từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5, tháng 8, không trả lời gì hết. Không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy cho con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con nè, lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này? Vâng, cũng đó cũng một kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình ấy, đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là kiểu cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn gặp không gặp. Không gặp. Thế con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân.
cho bạn thân bảo đâu xe nào, đâu xe nào. Ừ đấy, ta nói chuyện. Ừ. Tức thế là bạn... con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Ừ. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Ừ. À, nghĩa tức là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bắn cái đó, đó. Tức là bắn cái cho bạn thân luôn vâng, đó. Sao con ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó và xong cô ấy sao bảo ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Nghe là ông ấy bảo ừ để anh xem nhà anh nói chuyện. Nghe nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi thế có tiền tới gì không? Có được không? Ủa chán lắm. Chảy lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, con lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không rồi. Tại vì vợ nhà con, cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thế con điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hạ của cô này, thế tới hạ cực luôn. Thế mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út thế nhà con có nhà con là có ba anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định đi gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị gì, chú, đúng chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em, thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm bằng được con ship đến. Ship đến thì tình cờ hôm đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao ạ, gấp thế. Thì gặp thì ôi con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn. Thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em làm sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Vợ con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lẽ là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của rồi, đúng không? Rồi đấy ạ. Chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có được có cảm tình như cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ý ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi, thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình, thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái này cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Vâng, thì cho nên gần á. Dạ vâng, đúng rồi. Thế rồi sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi đúng không? Chưa hẹn hò. Ôi coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò gian nan lắm. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp? Vừa gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Dạ. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online. Đúng rồi. Nấu bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê và pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không phải thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ, rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái. Thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt con. Cái đó là con có cảm thấy khó chịu không, hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con nghiện. Đúng rồi, lúc đầu bảo là ông quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ. Đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì gọi là
tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là ủ bụng anh thật sự là cũng hơi kém, tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy, thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ. Thế thì vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh, còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng, đại tràng đập mạnh đó chị, đúng không? Vì trước đấy con cũng liều đấy ạ, tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô gái khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy bắt đầu bắt buộc đấy phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô thôi lạ thế mà anh liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là cũng dạo ăn yếu, thế là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đấy là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu, đúng ạ. Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp cái dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy nó đáng yêu, đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại là đi toilet là thế là có điều lạ đấy. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quay hết cái phố vừa nơi nào đều có nơi nào anh cũng đều có thả bơm đấy. Đúng rồi. Đánh dấu tức là đánh dấu là hả? Rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? 2 tháng 15 ngày ạ. Ừ. Thế vợ con mất cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 xong ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. Trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Cầm tay xong dắt đi xong rồi. Thế vợ con bảo cho cầm tay là ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo phải chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi, dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi vợ con ngồi này cứ này. Cho con cứ em ý em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ? Mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ. Mà chỉ có cái câu là sao em? Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói vâng, như một thanh niên. Vâng, đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao ông này nói nhiều thế. Mà không có sự đáp lại á. Vâng, và con bảo anh chờ em suy nghĩ á. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm tay, đuôi bấm tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy. Vỡ tim với con nhỉ. Rồi cuối cùng sao? Chú cũng đang hồi hộp nè. Cuối cùng thì bắt đầu là đúng rồi, con nhớ là lúc là 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó. Em đồng ý. Thế con bảo thế con bảo con đưa điện thoại đây. Anh làm gì đấy? Cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chế để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Thôi xong. Nghe còn cái chuyện cũng hồi không, hộp. Không, chú cũng hồi hộp đấy ạ. Tại vì chú nghĩ là không, cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi. Cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng con rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu như là nghiêm túc. Vâng, đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này tại vì nói chung là mình sau cũng thích này, rồi đúng rồi cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, thích thì sao cho nắm tay rồi đúng không, đúng không? Mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô ngày nào cũng thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con
nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Khát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả, nước ép cho mang tới. Chu đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Ôi ơi. Thế rồi rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau á thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là cô vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp, cái cách nói chuyện, cái cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi, ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm. Mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm, những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có hai lần suýt. Hai lần trong mấy năm? Trong vòng hai năm. Hai năm. Gọi là suýt là coi như cứ năm là một lần đó. Đó là chuyện suýt là cái gì không? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im là lặng. Im lặng mà cho em, để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa, thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà một năm giận đến hai lần, một lần mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích. Cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment cũng chỉ là bạn bè bình thường, chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em, thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang trên giúp anh có dịp được, anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải, nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh kia. Ui, con nói kinh lắm. Thế con, nhà con thì ở cách nhà bà con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn, buổi tối. Bằng được xuống. Để cô ấy phải xuống để mình giải thích, mình nói chuyện. Thế xong con chốt lại, có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi, huề á. Thế cái comment đó nó xảy ra ở lúc nào, cái quá khứ đấy đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng rời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, nó từ hay là từ trước đó nữa? Từ trước đó rất lâu là lắm lâu rồi. Trước đó lâu rồi. Vâng. Thế mà con ghen được thì vâng, con lạ thật đấy. Tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí cho nên con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cố tật và con cố tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà lại bảo ôi sao nhỉ. Bảo không anh chắc chưa, anh chắc rồi, anh chắc thật chưa, chắc rồi. Con nó tẹt ra con mẹ ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vô hùng dựng nước bây giờ bà lôi ra. bà ấy nói thì thôi con cứ mà nói xong là cứ khóc cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường, không biết một phụ nữ khác nhau nhau, vợ con khóc đó là từ hôm nay sang hôm sau luôn, tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng tà sáng. Cứ như mưa dầm. Cứ mưa dầm. Xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ va vớ vẩn xa từ là vô hùng dựng nước. Ở nhà cũng vậy. Ở nhà ví dụ chỗ bé này, sao anh nói nhiều thôi, cứ thế ức chế lên, anh không thương em mà khóc đến sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại, xong rồi nói chuyện xong rồi cô lại xin lỗi người vợ con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm hai từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy. Vâng, cái lần thứ hai thì con chỉ thấy là thấy thả tim ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Thì mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa ra.
Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ. Chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không mà nói chuyện. Nói chuyện nếu như mà sao con biết? Con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Con có thử lòng rồi. Có thử không? Có thử, thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác. Thế là con mới yêu nhau một thời gian lâu rồi. Thế mà con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con nhắn tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì hôm nay là tài khoản ảo. Thế bắt đầu là con có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế hôm đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao cái trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại. Một ngày nọ. Một ngày nọ. Nhìn thấy. Một ngày nọ. Một ngày nọ mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là ui tầm đấy là yêu bỏ đi quá qua tất mọi thứ. Con tra đi thì con đưa cho. Thế là nhầm nick vợ con vào. Xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm duyệt xem. Đấy. Thì bắt đầu là phát hiện. Thôi xong luôn. Con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn đấy à. Chưa tay còn nhựa. Cùng phong vậy ạ. Đấy, cùng phong đúng không? Đấy, ừ. Con không biết là cái thần giác cảm thấy mình bị xúc phạm đúng rồi. Em bảo kiểu như tại tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng nhau. Không tin nhau còn vậy. Đúng rồi. Mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không ạ? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó ấy thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Nên con mới bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì suýt liều thật. Eo ơi thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Vẫn cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Bà ấy thì trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Thế mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước lần đấy là bà con thì uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ lúc 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Đấy, anh đấy thức đêm dậy anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử mà... có thử là khó khăn không? À có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Đâu, giờ đâu, này đâu, nói luôn đi. Hôm nay nói luôn. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được. Nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy rằng là cô này khóc rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là 2 hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi. Và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy bọn con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi, thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh ăn? Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Tính một lúc sau khoảng tầm chưa đầy 1 phút sau thì tinh cô ấy tinh cho con 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con mới giữ là anh à em có ít nhưng mà cũng có nhiều nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động em gửi cho anh ít anh ăn tối đi để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ rời bỏ vợ đi rồi trời luôn ôi con vợ xứ rồi. Em ơi tiết lộ hôm lúc cảm động khóc luôn đúng không? Lúc là lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này con ngồi chỗ Yên Phụ ăn ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi bây giờ quán đấy con vẫn ăn hạnh phúc quá đúng không? Vâng, tại vì là cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc nên là và tình cảm rất gia đình rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái tức là người phụ nữ ấy, chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy xúc động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho nhưng mà tình cảm lại ra kiểu gia đình mẹ con nó không phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500 đúng chứ lại chưa bằng người phụ nữ nào nhở người con gái nào mẹ, mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở thế là cảm động quá đấy cảm động lúc đấy giây phút đấy thôi là... cầm tay cái đi
Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Đấy, con cũng thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên, con đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít, thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Đúng rồi. Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chẳng lẽ lại về đất núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, son quá son luôn. Là thế là yêu, là yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm. Hai năm là hai lần là suýt. Dạ vâng. Này đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Con năm nay là 27. Con 24. 24. 24. Bạn này 30. Dạ vâng. Đúng rồi, con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì nè? Có rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Thấy mà nó vẫn bảo mình có tật xấu còn lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Ừ. Con cứ thấy là buồn buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang toàn 2 năm trời. Mà vẫn thế, cho là con tật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Dạ. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ rửa bát. Nói chung là cũng thôi bây giờ khui đi nào. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to cô chú. Cái đó không phải tật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó là tật thôi. Nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò. Không, cái đó là tật xấu đó. Đấy, cái đó là tật xấu. Đấy là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đó. Đó là lầy. Con hay trêu vợ con lắm. Vợ con đi làm về con trả vợ con ngủ. Xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà con chỉ sờ con cười luôn. Với cả gì ạ? Chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ. Kiểu như là trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ. Nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game. Đúng rồi, chơi game rất nhiều. Mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. À chơi game tự hét, tự dồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét ổng không? Kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng nhưng mà gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ này vâng. này cái gì đó chị cũng chả biết game gì nữa. Cái gì nó bắn gì mấy giờ đó. Dạ vâng vâng vâng. Rồi. Nó còn trẻ quá mà 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này và là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thì con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong, từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ. Đúng, xấu quá nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này đấy nhá, lười này ví dụ đấy, hoặc là sao ta, vô tâm vô tư, vô tâm vô ý với vợ này ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi, tại vì nhiều, giả bộ. Đúng rồi, phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là cho cái anh này gọi là anh không phụ lòng. Đúng rồi, đấy để cho anh ấy vui. Ôi thương thế. Ủa nó nghe nè, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ. Kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi. Đấy thì xong con cũng vẫn chả phải trả vờ là không biết này thế kia các thứ. Đố em anh đang ở đâu. Đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con dạ ơi. Vờ. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Dạ. Chỉ có một bây giờ con phải kể nè.
bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không, có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không, có bừa không, có còn vô like hình dạo nữa không. Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ ấy, thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy. Thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn. Con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí. Còn có hay quên trước quên sau hay không? Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng đó, rồi đó, cái là thật xấu đó. Đó, thấy chưa? Đó, còn gì nữa không nào? Có lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi, quá hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ đúng không? Là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn, thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai, nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn, thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa vậy, cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy. Dạ. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy, thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái mức, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Nhìn là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái đấy đồng đấy là con không thích như vậy. Thì là trước đấy là con mới bảo là khi mà đến với nhau ấy, thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau. Đều có giải quyết hết, bé hay to đều có giải quyết, nhưng quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được gì thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đón ý, đúng không? Dạ vâng. Và rất hay có bẩn đó, cứ một gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực nó lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn, dặn luôn. Vợ con hay thế lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ điều đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi, em tức kể quá. Em nói đi. Em nói đi. Con cứ bảo em nói thôi. Nói vừa xong thì bảo anh nghĩ là thôi, bỏ qua đi. Con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại, xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém, chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ ấy. Đúng rồi, nhìn lên con... và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà không hiểu sao, con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt dấu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được làm là sao? Tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là xăng xếp với con. Thật, vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á, hoặc là tinh ý á, con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái chuyện này nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Là... Có những người chồng á, con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thế bây giờ nó đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè. Còn mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con, từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi một điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy
mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau, nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người, nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người. Tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi, nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc, cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên, xong anh cứ thế là anh không thương em thôi, mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương người nào nữa mới đủ đấy, cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau, hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần bác con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi, là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với bạn. Thực ra là vậy nè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ cái người phụ nữ, người con gái á, lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế, cái kiểu như thế là lúc nào cũng có hết trơn á. Tại vì là con gặp vợ con á khi mà vợ con mới có 24 tuổi, chứ nếu như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á, thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24 và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy, nó là gần như là công thức rồi. Con hiểu không? Thì là tự nhiên trong 2 năm nữa, con nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó. Tự con luyện được luôn. Cái đó cô nói thiệt luôn á nha, tại vì cô đã trải qua rồi. Thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó, còn tại vì sao vợ con thuộc lại là hướng nội á. Kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền. Là xong. Nhưng mà vợ con lại thuộc tiếp người là sống hướng nội ha. Và vợ con sẽ tự trong cái lúc khóc này 60 độ này đấy, khóc như thế sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó. Và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình đó. Thế là nào, sao là anh ấy lại vậy như thế là nào con cũng phải cố gắng là tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của gọi là cái gu loại phụ nữ, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện thì vợ con thuộc như thế. Đấy, chị cũng thế em ạ. Thật, lúc gặp chú cũng thế, không nói gì đâu con ạ. Nói một cái gì cả, chỉ ngồi nhìn, nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa. Đúng rồi. Xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi, không biết nhìn điều thôi điều và gì. Nhìn thế thôi, chả biết đằng trước đang cái gì. Đúng rồi. Nhìn trong vô thức á. Nhìn trong vô thức mà... rồi đấy cứ lướt qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi một cái là chú biết cô tại sao cô giận liền. Và ngược lại cô cũng thế. Ngược lại cô cũng thế, tại vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô, cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là thì trong thời gian này đi tận hưởng đi con. Điều kiện thú vị lắm á con, đáng yêu lắm ấy. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng, thế thì hôm nay đứng lên. Con ấy con muốn nói gì với chồng con ấy thì dạ con nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc mà em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới, trong những cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng. Và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Con có muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh, nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà bọn con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà bọn con chưa biết cái đấy ở đâu. Là anh hỏi em cái nhẫn
đính hôn cầu hôn của anh đâu rồi? Lúc nào? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt nào mà cưới là con cầm về nhà rồi con không thấy đâu. Con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả. Thì vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh cầm. Ờ, đúng thật. Đây ạ. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con để thì là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Tức là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Và con chưa biết cái nhất ở đâu. Thôi thế hôm nay là không bây giờ được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó, anh ta. Ôi, hay quá. Đính hôn mà thì được. Bật tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không đây. Ngón áp út chứ nhỉ? Hơi run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Ừ, phải áp út con ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Ôi giời ơi, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi dạ vâng. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu nhỉ? Không dám. Lảng lảnh tránh đi. Thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Đấy con nhớ nhá. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha. Rồi chút nữa